Rất là nhiều người đấy, như bạn kia bạn bảo là bạn Mr. Đạo bạn hỏi đấy, là sao có nhiều người đấy, mấy sao có bảo mấy đứa săn bot mà cất pet chi vậy anh. Thì các bạn để ý khi mà đôi khi nhé, cái này gọi là đôi khi thôi, khi các bạn đi PMP chẳng hạn đấy, hoặc là đi Yến Tử Ô, hoặc là đi tất cả các loại phó bản gì đó, lâu lâu bạn thầy sẽ thấy rằng là ví dụ như là nó sẽ ghi là đây ví dụ như tên con pet của mình nha nhá, là đây tên nó nha, Zame đã tiêu diệt mộ dung phục, rồi là một loạt chữ là nhàng nhàng đấy đấy, nó đây đây để mình xem là có ai đi đây này, nó giống như thực đơn này, Hồng Cúc yêu vương trước khi bị đánh đánh bại lại tự mình đắc ý ban này nhá. Thì thay vào cái tên người này ấy, thì nếu vô tình lâu lâu các bạn sẽ thấy ấy, nó là nó sẽ xuất hiện tên tên của cái con vét, thì có nghĩa là tại vì mình giải thích rất rõ đây thì một số anh em mới cũng có thể hiểu được ấy. Thì có nghĩa là cái con vét của bạn ấy nó kết phát cuối đấy, và đây là một cái lỗi của game này, không chỉ game này đâu mà mình nghĩ rất nhiều game nó cũng tương tự như thế. Thì lâu lâu các bạn sẽ thấy nó gọi là nó bị một số trường hợp đấy nhá. Đấy. Thế nhưng mà cái con bot này ý, thì cũng tương tự như vậy nhá. Cũng tương tự như vậy. Thế nhưng mà ấy, cũng có trường hợp đó là nó cái con pet này này nó đánh chết con bot hẳn hoi nhưng vẫn có hòm bình thường, vẫn có bọc bình thường. Đấy. Nhưng cũng có trường hợp ấy mà người này này không có một con pet nào cả. Đấy. Vẫn mít bình thường, tức là nó hên xui thôi. Đấy. Còn bọn nó cứ bảo là các bạn là cất pet đi ấy, thì cũng có lý do của chúng nó đấy, tức là nó theo cái ý hiểu vừa nãy để tránh con pet nó kết cái con bot này đấy. Nhưng mà bạn cứ để ý mà xem, nãy giờ mình săn ba con rồi đấy, đấy thì vẫn ra hòm bình thường có gì đâu đấy. Nhưng mà chúng ta có con pet ấy, thì chúng ta sẽ đam nó nhanh hơn. Các bạn nhìn này, đấy 22k này nó gặm này, chữ vàng vàng ấy đấy, phải không, 22k này đấy, nó cứ gộp đa vào người ấy, thì suy ra ăn con boss nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà một mình bạn VT ấy, thì theo như trước đây mình đánh thì không bao giờ mình cất pet đi cả, cứ pet mà quật thôi đấy. Các bạn thấy không, hòm nó vẫn bình thường thôi, còn khi nó đã không có thì nó gọi là đen, thì nó người không nó cũng mít thôi. Đấy là quan điểm của mình nhá, mỗi người một quan điểm thì các bạn tùy các bạn thôi. Đấy, cho tiện bạn kia hỏi thì mình muốn chia sẻ một cách nó cặn kẽ như vậy. Đó, vẫn có bình thường. Còn tùy anh em nhé, người ta bảo cất pet đi là người ta cũng có lý của người ta. Nhưng theo cá nhân mình thì anh em cứ để mà quẩy cho nó nhanh. Cũng giống như ngày xưa các ông hay bảo đi cờ là không được skill đấy, hoặc là đi tứ tuyệt trang Nga mi đổi thức đi đấy. Để tuyệt kiếm thức hay là duyệt kiếm thức đấy, này kia là chọn trai đấy, rồi là boss cuối là không skill ấy. Ok anh em, đó thì có bạn kia bạn hỏi thì tiện chia sẻ luôn như vậy.